Tại sao nhiều người tìm hiểu Nutrifucoidan đến như vậy? Nutrifucoidan theo tôi là một chế phẩm rất tốt, rất tuyệt vời. Tôi nghĩ đây là một cái sản phẩm bổ sung cực kỳ hữu ích, nhất là đối với những người bị ung thư mà đang bị xạ trị hóa trị. Ở trong hàm lượng của một hộp Nutrifucoidan này thì có tới 1.250mg fucoidan. Fucoidan nó là một cái loại chất xơ hòa tan, chủ yếu thành phần của là polysaccharide. Cái này nó có tác dụng chống ung thư rất tốt. Cái thực phẩm rất là dễ uống, phù hợp với những bệnh nhân phải ăn qua sông hay là những cái bệnh nhân mà có như ăn uống theo khó mà chúng ta có thể hòa nước uống rất là dễ dàng. Cái này nó thơm nhưng nó lại đặc biệt là nó có công nghệ cho nên là nó đảm bảo hơn. Ăn cái mùi nó rất là thơm ngon, dễ ăn lắm mà sức khỏe đi lên. Buổi sáng ra thì tôi chỉ pha với nước ấm 40 độ. Vợ bác dùng. Vợ bác là mới dùng được một tháng nay, bà khen lắm. Uống cái này vào cái bụng bà sẽ to lắm, uống cái vào bụng nó dần dần nhỏ đi, tức là uống cái này vào thì nó thì giảm cái ăn đi, thế là bụng bà là giờ nó nhỏ hơn. Trong cái Nutrifucoidan ấy nó có hai thành phần, thứ nhất là một thành phần là nấm, mấy hai nữa là thành phần fucoidan từ Nhật Bản ấy. Cô có đi khám lại ở cái Việt Đức của Việt Trì thì là cô thấy một bên cái nang tuyến giáp trái là cô thấy nó kết quả nó giảm xuống một chút. Em về viết lại tên anh cạnh tên em để chọn tình mình ơi, là một cốc Nutrifucoidan quấy với một chút cà phê lai lai. Sức khỏe của tôi là như vậy và tôi chia sẻ với quý vị. Dùng hàng ngày và tôi cũng dùng được thì các cháu tôi cũng dùng được. Rất tốt các bạn ạ. Tôi nhắc nhở các con cháu tôi là uống cái này đi. Từ thực vật rất là tốt các con cháu ạ. Nó này có thể nó cân bằng âm dương nên nó giúp cho mình khỏe hơn. Anh thấy cái sức khỏe của anh bây giờ tốt hơn. Đặc biệt nữa là nó thay thế được một bữa ăn. Mình ăn cái này thì không thấy đói. Cuối cùng hình như là được 4-5 lần rồi cháu. Nhưng mà ngon, rồi tốt cho người ung thư vú giống cô. Bởi vì nó không có đường mà nó là những cái hạt rất bổ dưỡng. Cái mùi vị thì là cũng là rất là hay, thơm, ngon. Thì cô thấy cũng là mùi vị hay lắm rồi. Cô cũng quen thì cô thấy nó ngậy ngậy, nó ngon, nó quen. Là cô cứ mỗi ngày là cô làm một cốc đầy. Dạ bác uống cũng thơm lắm, ngon lắm. Cuối ra một cốc cũng kèm một đắc nên một cốc to. Là để mua cả cái hộp này thì cũng không biết là giá bao nhiêu, cô cũng chưa mua. Nhưng mà cô cứ sang đây ăn cơm là các cô cho là về là cô cũng pha cho chú uống. Thật sự là cô cũng nghĩ là cô khỏe hơn là cô chỉ có pha cho chú uống thôi. Ung thư uống cái này là tốt đấy, tại vì nó không có đường. Độ có thì cô có thể gửi một lời chúc đến tất cả mọi người ở đây, những người mà vẫn đang miệt mài phục vụ bà con được không ạ? Giờ làm ở Tuyên Quang cảm ơn tất cả chương trình Cơm Từ Thiện Tới Cơm 2K và tấm lòng nhiệt tình của những người từ thiện, tấm lòng nhân thiện của mọi người, rất cảm ơn.